Thì thực sự trong cái thời Covid-19, thời điểm Covid-19 á, thì mình nhận rất nhiều cuộc gọi ở bệnh nhân hen. Những câu hỏi đặt ra, thứ nhất là con em đang sử dụng cái corticoid hit á, thì sử dụng corticoid hit tiếp không? Tại vì khi sử dụng như vậy á, thì nó có ảnh hưởng tới cái khả năng nhiễm virus không? Có làm cho con em nó nặng lên cái tình trạng nhiễm virus so với con người ta không? Hay là đang sử dụng có cần ngưng hết không bác sĩ? Rồi lại gặp câu hỏi là sáng thì nghe con báo là con em bị Covid rồi bác sĩ, chiều con em mới lên cơn. À, chiều mới lên cơn liền. Và xử trí như thế nào? Có cần nhập viện hay không? Tại vì thể Covid mà thở nhanh, SpO2 giảm là coi như nặng rồi. Do đó có những cái câu hỏi mà đặt ra, bệnh nhân đặt ra thực tế với mình. Và có những bác sĩ trẻ thì tôi nhận nhiều cuộc gọi bác sĩ trẻ: cô ơi, giờ bệnh nhân nó vô cơn hen mà bị Covid, như vậy thì em có xài corticoid được không? Tại vì con nít mà ở mức độ này thì chưa có chỉ định xài kháng virus, mình đẩy corticoid nữa thì nó có nặng không? Nó đang bị Covid mà. Thì những cái câu hỏi đặt ra làm cho mình phải tìm tài liệu để mình đọc, cũng như là thực tế lâm sàng thì như thế nào. Thì thực sự đó là cả thế giới người ta thống kê là tỷ lệ hen nó giảm, là tại vì nó hơn 40%. Tại vì có thể là tại vì nó không đi học, nó giãn cách, nó không có nhiễm siêu vi, chứ không phải tại vì nó sợ nó không đến bệnh viện đâu. Và thực tế đó thì sau cái kỳ mà Delta đó thì tới Omicron, thì các bác sĩ làm ở các bệnh viện nhi đều thấy là hen nó tăng dữ lắm, và số trẻ hen cấp nó tăng. Và chúng ta thấy là chúng ta phải đối diện cái chuyện là vừa vừa Covid vừa lên cơn hen là có thiệt. Và chúng ta thấy là có một cái ảnh hưởng qua lại. Hen đó có thể là bệnh COVID-19 xấu đi hay không? Người ta thấy nhập viện vì COVID-19 đó, theo CDC mới nhất đó, thì trong cái nhóm nhập viện vì COVID-19 có 25% trẻ có hen. Ở 40% trẻ có bệnh phổi mãn bao gồm hen. Ở thanh thiếu niên có hen, còn ở trẻ con á thì 40% trẻ bệnh phổi mãn gồm hen. Người ta không nói con số cụ thể và không có rõ là hen làm tăng nguy cơ bệnh tật và tử vong của cái Covid hay không, thì người ta không có rõ. Nhưng mà có một điều trong cái bài nói chuyện lần trước tôi có nói đó, là một cái trẻ bị hen và một trẻ không hen thì không có tăng cái nguy cơ mắc Covid, thậm chí là trẻ hen đôi khi lại ít bị nguy cơ mắc Covid hơn nữa. À, tôi đã nói cái bài đó lần trước rồi. Và như vậy đó thì chúng ta thấy là mình biết là hen, một trong những yếu tố khởi phát hen đó là siêu vi, thì anh COVID-19 này ảnh cũng không ngoài ngoại lệ, ảnh là cái con siêu vi mà có thể làm khởi phát cơn hen và làm cơn hen trung bình nặng. Và cái điều lo lắng đó cũng không phải là không đúng, là tại vì nhiễm siêu vi làm cho lên cơn hen, đồng thời thì nó làm giảm cái bảo vệ của đường hô hấp, tình trạng bội nhiễm nặng nề nữa. Do đó thành ra là tất cả các cha mẹ có con hen, có con bị hen trong mùa Covid đều rất là lo lắng. Và người ta thấy rằng không có bằng chứng nào cho thấy trẻ bị hen có nguy cơ nhiễm Covid-19 cao hơn như hồi nãy tôi nói. Tuy nhiên, trẻ em hoặc thanh thiếu niên bị hen nhiễm Covid-19 thì có thể bị cơn hen kịch phát và bệnh nghiêm trọng do tác dụng của siêu vi trên đường hô hấp là có thiệt. Và người ta thấy rằng có cái khó khăn là một đứa nó vô cơn hen, cái thách thức lớn nhất đó là phân biệt các dấu hiệu và triệu chứng của đợt cấp hen với các dấu hiệu của COVID-19, là tại vì hay là đồng thời vừa COVID vừa hen nặng luôn, tại vì đều có triệu chứng ho khan với khó thở. Và nhất là trẻ trẻ lớn đó thì có khi nó không có khò khè, nó chỉ có ho ầm 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 thôi. Trẻ nhỏ thì có khò khè cho dễ, mình thấy dễ, còn trẻ lớn thì không có khò khè. Rồi Covid nó cũng ho ầm 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 như vậy thì nó có lên cơn hen không? Mà cái mùa giãn cách thì mình đâu có đặt cái ống nghe lên ngực đó nghe được đâu, toàn là bệnh nhân tả không. Vậy thì bác sĩ, con em có cần cắt cơn hen con em, nó ho dữ quá, cái này là Covid hay là nó do cái bị cơn hen? Cái đó cũng khó lắm. Và người ta thấy là so sánh thì người ta thấy như vậy: hen á, thì nó không có sốt, còn Covid á, thì nó cũng có 27% không sốt chứ phải không. Hen đó thì virus khởi phát cơn hen có thể, nhưng mà có những con virus khác, ví dụ cúm khởi phát lên cơn hen có thể kèm theo sốt. Và mùa này đó, bên cạnh COVID thì mấy đứa trẻ đi học lại mình cũng thấy cảm cúm nhiều rồi đó.
Thì nhưng mà cái COVID đó thì có kèm dịch tễ, có triệu chứng khác, đau cơ, đau họng, nôn ói, tiêu chảy và test nhanh dương. Như vậy thì cái khó khăn là bệnh nhân này, nếu người ta thấy là nếu mà hen mà có COVID thì phải xử trí cùng lúc hai cái luôn. Và mình coi, người ta nói mình xử trí làm sao. Đầu tiên hết đó là khuyến cáo bệnh nhân tuân thủ sử dụng thuốc phòng ngừa đầy đủ, corticoid dạng hít đang xài cứ xài tiếp đi, uống montelukast xài cứ xài tiếp đi, xài omalizumab xài tiếp đi, vì không có bằng chứng cho thấy dùng thuốc này làm tăng nguy cơ mắc COVID. Có nhiều xài hết đừng có ngưng, tại vì người ta thấy là đang xài mà ngưng mới là đổ nợ đó. Và rửa tay kỹ trước khi dùng dụng cụ hít, không dùng chung. Và coi chừng vào mùa đó, mùa COVID mà cái mấy tháng trước mà căng thẳng đó, thì tôi thường khuyên bệnh nhân là tôi dự đoán bệnh nhân này đó là đang xài cái liều là một nhát nhân hai prisotide, sau đó thì sẽ giảm xuống một nhát. Vào tháng 6, tháng 7 hết thì tôi nói thôi bà lo bà đi mua bà trữ đi, tại vì không thể cắt ngang được mà hậu rủi không có thuốc, ngưng ngang nó lên cơn nhập viện mùa này nguy hiểm lắm. Do đó rồi mình đọc sách thì mình thấy các tác giả đều khuyên là phải dự trữ phòng ngừa các cái thuốc cắt cơn, để cắt cái cục nó lên cơn là chết, nó nhập viện còn chết nữa, đảm bảo không có cắt đột ngột. Thì mình mới coi kỹ coi mình những lời khuyên của bệnh nhân như vậy thì có cơ sở khoa học hay không. Thì mình thấy rằng là người ta thấy ở những cái trường hợp mà bệnh nhân nặng là khi nào, trước đó bệnh nhân đang điều trị với corticoid đường hít đường uống đó, gọi là đường toàn thân uống hoặc là chích. Thì đối với trẻ con là may mắn là mình ít khi nào mình có hen mà bậc 5 lắm, tức là những hen bậc 5, những trường hợp nặng đó thì bên cạnh sử dụng corticoid hít đôi khi nó phải uống từng đợt, như vậy nó mới kiểm soát được hen đó. Thì đối với trẻ con là ít, nhưng mà đối với người lớn, nếu bệnh nhân này đang sử dụng corticoid toàn thân đó thì nó cũng không có nguy cơ tăng nguy cơ nhiễm COVID đâu, nhưng mà nó tăng nguy cơ vô COVID nặng và tăng nguy cơ làm chết, làm tử vong. Bệnh nhân đang xài corticoid mà uống đó mà đi vô bị COVID đó, thì tăng nguy cơ tử vong và tăng nguy cơ bệnh nặng. Còn nếu xài ICS thì thôi, không có tăng nguy cơ gì hết, không tăng nguy cơ nhiễm, tăng nguy cơ bệnh nặng. Rồi đồng thời thì người ta còn có nghiên cứu là ICS có thể phòng cái chuyện là nó làm nặng lên nữa. Và những cái điều trị sinh học, ví dụ như là những cái thuốc mà anti-IgE cũng không có làm nặng đâu, cứ xài tiếp. Và lời khuyên của mình đối với bệnh nhân là có cơ sở khoa học. Và đa số thì chúng ta tư vấn qua điện thoại, video call. Thôi bây giờ bà mở cái Zalo đi, có video đó bà cho tôi coi coi nó thở làm sao. Chứ giờ mình đâu có gặp đâu. Mà thở làm sao, nó khò khè không, co lõm không, đâu để là gần gần nghe coi, chứ mình đâu có khám được. Và nếu mà bệnh nhân á, đang cái thời điểm là một nhát nhân hai đủ 3 tháng rồi bác sĩ, bây giờ có giảm liều không thì thôi bà đừng có giảm liều, cứ xài tiếp đi, trong cái mùa này nguy hiểm quá thì thôi cứ tiếp tục 1-2 tháng cũng không có làm cho ảnh hưởng gì tới bệnh nhân đâu. Mà mình giảm liều bệnh nhân vô cơn mệt mỏi lắm, do đó thành ra là không nên giảm bậc điều trị trong cái thời gian COVID, trừ khi thật an toàn. Bác sĩ em xài một một nhát này tới một nhát dân hai này tới 6 tháng rồi, im không im thì giảm, tức là rất là cẩn thận luôn để nó vô cơn mệt mỏi lắm. Đối với bệnh nhân bị hen đang lên cơn hoặc không kèm theo COVID-19 cũng nên được tư vấn từ xa cho đến khi nhu cầu đánh giá trực tiếp, nặng quá thì thôi cũng phải gặp mình thôi chứ biết làm sao giờ. Và khi bệnh nhân dương tính thì trang bị PPE, ai cũng biết cái chuyện đó rồi. Và cái khuyến cáo như vậy, do sự trùng lập đáng kể giữa triệu chứng hen và COVID-19, những người được phát hiện đợt cấp hen có test nhanh dương có thể cần được điều trị như một COVID-19 bên cạnh các cơn hen như hồi nãy tôi nói đó. Và người ta thấy mình so sánh cái chuyện là bây giờ COVID-19 thì chúng ta coi cái mức độ trung bình, nó giống như cũng cũng giống như là cơn hen trung bình vậy đó. Mức độ trung bình của COVID-19 có thở nhanh, SpO2 thì trong 94-95%. Và khác cái chuyện hen đó là có thể chúng ta thấy ít xoang phổi tổn thương mô kẽ hình kính mờ, thường ở đáy phổi. Nhưng mà hồi nãy bác sĩ Nguyên nói về tổn thương mô kẽ và tổn thương phổi trong COVID đó, bác sĩ Nguyên không có nói cho mình biết là thí dụ như 100 đứa bị COVID như vậy thì bao nhiêu phần trăm có tổn thương phổi, tổn thương phổi kẽ mình cũng không biết nữa, để lát hỏi bác sĩ Nguyên coi đọc thấy làm sao. Tại vì á, cái tổn thương phổi kẽ này làm cho giúp cho mình phân biệt với hen, tại vì hen là không có thấy tổn thương, thấy ứ khí thôi chứ không thấy tổn thương phổi kẽ nha, chỉ có ứ khí tăng sáng bất thường thôi. Còn cái nếu mà COVID thì có thấy hình ảnh này,
Và chúng ta để ý nè, cái điều trị bao gồm thở oxy, trung bình là có thở oxy, chỉ có thở nhanh là thở oxy. Cái Bộ Y tế 2022 có xài corticoid, có xài remdesivir. Chúng ta thấy đó, giờ mình coi cái mức độ này là bình thường gặp nhất nè. Còn nặng á, thì mình cho thở, giúp thở đủ thứ hết, xài corticoid, xài remdesivir. Nhưng mà nặng thì SpO2 nó 90 tới 94%. Và cái mức độ nặng của COVID này đó thì nó trùng với lại cái phân loại nặng của trẻ bị cái suyễn. Chúng ta coi nè, bây giờ cái anh suyễn đó thì anh mức độ trung bình đó, thì chúng ta thấy là nhịp thở anh cũng tăng, rồi khò khè nặng và đổ bao oxy cũng vậy, trùng y chang vậy luôn. Chúng ta thấy như trùng y chang. Do đó bây giờ bác sĩ con em lên cơn hay là con em vô COVID trung bình vậy, nó rất là khó. Và người ta khuyến cáo là nghi thì làm luôn hai thứ, tức là cho oxy, cho corticoid, cho điều trị các cơn suyễn. Nhưng mà vấn đề là xài corticoid có an toàn không thì lát mình bàn tiếp. Và mình thấy cái này nó rơi vô chỗ này là trùng với bên kia, và làm cho mình rất là lúng túng. Ở cơn hen cấp với trẻ con cũng vậy, cơn hen cấp mà trẻ em dưới 5 tuổi cũng vậy. SpO2 thì trên 92%, còn dưới 92% là coi như là nặng, đe dọa tính mạng rồi. Và mục tiêu xử trí cơn hen cấp, giờ COVID thì là mình coi cái chỉ định tới đâu mình xài cái đó. Còn cơn hen cấp thì thật sự không thể chối bỏ được. Làm sao cho ra cơn thiệt lẹ, làm sao cho cung cấp oxy thiệt là lẹ và giảm nguy cơ tái phát. Chúng ta thấy là xác định coi nó cơn cấp thực sự không, hay là lúc người ta gọi mình là nó đã ra cơn rồi. Thì đã ra cơn là hỏi nó thử coi, bác sĩ con em phun 7 giờ nó còn mệt, 7 rưỡi nó còn mệt, 8 giờ nó còn mệt là biết cơn cấp rồi. Bác sĩ ngày em phun có 3 lần thôi thì mình biết là nó đã ra cơn cấp rồi, và mình sẽ trị chỉ nó, hướng nó duy trì thôi. Một ngày em phun có 3 lần thôi, không có gì hết á, thì có đỡ hơn mình. Và nếu mà vô cơn cấp thì mình phân loại nặng, trung bình, nhẹ. Đồng thời đó, không có quên dấu hiệu cảnh báo nặng nha. Là tại vì đôi khi á, mình sợ xài corticoid quá mà bệnh nhân có dấu hiệu cảnh báo nặng, mình chần chừ là nó vô nặng thiệt luôn á. Và nếu cảnh báo nặng thì có cảnh báo nặng thì mình dùng sớm corticoid. Thì bây giờ mình coi coi cái lý luận dùng corticoid thì như thế nào, khúc sau mình nói. Thì đây là những cái dấu hiệu cảnh báo cơn hen cấp nặng mà tất cả sinh viên Y6, Y4 tôi đều bắt học hết. Hồi năm ngoái đó, con tôi đó là nhập viện có đặt nội khí quản thở máy là đổ nợ. Nó vô kỳ này là cỡ nào cũng phải rất phải lo hết á. Tại vì người ta không hiểu là có những đứa thể nó vô cơn là nó nặng. Cái thứ hai là cách đây 1 tháng nó có nhập viện lần rồi, bác sĩ có thở oxy là coi như cảnh báo nặng. Nó đang xài corticoid mà nó vô cơn là coi như nó nặng. Hay là nó có chỉ định phòng ngừa, nhất là con của bác sĩ nha quý vị, phòng ngừa ICS sáng nhát chiều nhát, xài 2 tháng nó im quá, nó cắt cơn, nó cắt luôn cái ICS vì nó sợ tác dụng phụ, nó vô cơn là đổ nợ. Nó có những cái chỉ định phòng ngừa mà nó sợ tác dụng phụ nó bỏ là đổ nợ. Hay là những cái đứa mà nó sử dụng quá mức Sapa, sợ corticoid, em phun cả cả tháng nay Sapa rồi, bây giờ em chịu không nổi em cho nhập viện là đổ nợ đó ha. Vì lúc này nó bão hòa beta receptor cũng khó chịu lắm, và cái đợt này nó vô cơn vì dị ứng thức ăn thì mình rất là sợ. Mà các dấu hiệu cảnh báo cơn hen nặng này mình cần nhớ. Và điều trị thì thở oxy, giãn phế quản, ai cũng biết corticoid thì có 3 dạng: dạng uống, dạng hít, dạng chích. Rồi, bây giờ mình coi Gina 2021 coi như là gần nhất á, thì đầu tiên hết giá nào cũng cung cấp oxy. Và cái cung cấp oxy này đó thì người ta thấy rằng là trong cơn hen nặng đó, oxy là cái điều tương kiên quyết, là tại vì giảm oxy là do cái sinh trong phổi, do tắc cái mạch máu, tắc cái phế quản làm cho tạo sinh, tắc đàm xẹp ứ phổi. Nhưng mà chúng ta cũng coi chừng đó, khi mà điều trị với beta cái kích thích beta 2, tức là chúng ta phun cái dung Sa-pa đó, đôi khi đứa nhỏ nó tím. Là tại sao vậy? Bên cạnh cái tác dụng làm giãn cái phế quản thì nó còn tác dụng làm giãn cái mạch máu lên phổi. Nó đang cái tình trạng co mạch đang cân bằng thì bây giờ nó giãn đột ngột, nó gọi là abolishing, tức là xóa đi cái dùng mà co thắt mạch máu từng vùng đó, và nó làm tăng cái lượng máu, lượng 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 mạch máu lên đó, tăng phù nề, tăng tiết. Do đó thật ra là nếu chúng ta hăng hái quá,
À, nó lên cơn thôi, em pha beta 2 phun 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 đi, không dòm tới SGO2, không dòm tới cái tình trạng thiếu oxy thì coi chừng là nó tím luôn. À, do đó thành ra là thường là chúng ta cẩn thận, họ bây giờ cấm cái dây oxy thở trước đi rồi pha thuốc. À, nếu mà nó có chỉ định thở oxy thì chúng ta thấy là mặc dù chúng ta biết là beta 2 là cái quan trọng cương tiên quyết để mà giãn phế quản, nhưng oxy không phải là cái mà chúng ta coi thường được. Và chúng ta thấy là có nhiều bệnh nhân có epoxy thì mặc dù X-quang phổi bình thường nhưng mà bất cân xứng tưới máu. X-quang thì bình thường đó nhưng mà nó giảm SpO2 tại vì bất cân xứng thông khí với tưới máu ha, có máu tới nhưng mà tắc oxy không có tới được. Và cung cấp oxy ẩm đi, giữ SpO2 94-98%, phun ngay kèm với oxy, cho thở oxy trước, cho y lệnh beta 2 pha 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 vô rồi cho thở oxy là an toàn thôi, nó tím. Rồi chúng ta thấy là trong cái mùa Covid này đó thì tất cả các khuyến cáo là người ta nói trong Gina, nó nói là thôi đừng có sử dụng cái máy phun khí dung, phụ dụng nó ngồi đây bắn bắn xa 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 ra lây hết cả đám luôn đó, người ta nói tránh sử dụng phun nha. Rồi đó thì người ta nghiên cứu, người ta thấy rằng nếu mà sử dụng được cái MDI á thì hiệu quả nó tương đương. Do đó thành ra có nhiều bệnh nhân tới là con em nằm bệnh viện đó, bác sĩ bắt mua cái bù đệm với lại cái MDI Bantolin, hỏi con em nhiêu, dạ con em 12 tháng, cắt bớt không, dạ em xịt em thấy đâu bớt rồi bác sĩ, cuối cùng vô cấp cứu luôn. Tại vì nhiều bác sĩ cương quyết là không xài máy phun khí dung tại vì sợ lây, và Gina người ta cũng nói vậy. Do đó mới có chuyện là có một cái hội nghị chuyên gia quốc tế về cái chuyện sử dụng khí dung cho suyễn trong cái mùa Covid này như thế nào. Tức là người ta đến nỗi người ta làm vậy luôn, tại vì thấy là ai nấy quá sợ đi. Trời đất ơi, bà đừng có phun khí dung nha, máy khí dung dẹp hết nha, xài MDI bù đệm nhưng mà nó nhỏ quá sao nó xài. Do đó người ta có một cái cả một cái consensus về chuyện này. Và mình mục đích đó, thì mình thấy là bệnh nhân hen có hoặc không kèm COVID là giảm thiểu các đợt cấp và đạt được cái kiểm soát hen là cái mục đích của mình. Và trẻ lên cơn hen nặng đó mà nếu mình cố tình không có điều trị hết mình thì nó có thể tử vong. Do đó cần tránh bất kỳ sai lệch nào so với phương pháp điều trị hen bình thường, bao gồm cả phương pháp khí dung. Và người ta thấy rằng là đó là mình nói thôi, tức là mình nghĩ là phun khí dung nó sẽ bắn ra nó lây, nhưng mà dữ liệu về việc điều trị bằng khí dung có thể nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 hay không còn hạn chế, tại vì người ta chưa có đo, người ta chưa làm, người ta nghĩ vậy thôi ha, tại vì những cái sạc sương phun ra xa xa vậy ta sợ thôi, nhưng mà các cái dữ liệu liệu đó làm tăng nguy cơ thì còn hạn chế, mà cái chuyện chết thì trước mắt. Do đó người ta thấy rằng là tiếp tục phun khí dung trong thời gian xảy ra đại dịch, nhưng mà với các biện pháp phòng ngừa an toàn thích hợp cho đối với bệnh nhân và đã cả đối với nhân viên y tế nếu cung cấp cho bệnh nhân, thì trẻ nhỏ quá nó phun khí dung không hiệu quả, nó đang được cái phun phòng ngừa ICS, thì vì có những cái đứa mà ICS cộng với MDI không hiệu quả, nó thấp nhỏ tuổi quá mình phải chuyển sang máy phun khí dung bây giờ thôi, cắt 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 hết thì coi chừng nó lên cơn vì nó cắt gián đoạn cái ICS phòng ngừa. Do đó thành ra đang xài gì cứ xài tiếp. Và trẻ có biểu hiện kịch phát nặng, tại sao vậy, lên cơn nặng mình không có pha được, mình pha được Sapa cộng với lại Sama, tức là không pha được Vantolin với lại Ibratroium Bromide, cũng không pha được ICS, mình ráng mình xịt xịt như vậy thì có thể là nó chết á. À, thật ra là những trường hợp nặng mà cần pha nhiều thuốc dĩ nhiên là phải chuyển sang máy phun rồi. À, và phải tuân thủ các cái điều kiểm soát nhiễm khuẩn nghiêm ngặt. Bây giờ mình bàn tới cái chuyện là cái beta 2 thì người ta thấy là quên cái chuyện là Sapa uống đi. Sapa uống có hiệu quả, nó chậm dữ lắm. À, nhưng mà còn Sapa mà tính mạch thì không có bắt đầu điều trị bao giờ. À, từ giờ mình sợ quá thôi, sợ quá không phun mà uống cũng hiệu quả thôi chích đi thì không phải ha, tại vì nó gây ra rối loạn nhịp tim và Sapa mà truyền tĩnh mạch thì phải nằm ICU, phải scope dữ lắm, theo dõi dữ lắm. Và khi đó chúng ta sử dụng thì chúng ta nhớ các đặc tính của Sapa, ví dụ như nhịp tim nhanh rồi acid đô hoặc là bị giảm kali có thể xảy ra, hít cũng bị nha và tĩnh mạch cũng bị. Và chúng ta biết là Sapa thì thời gian tác dụng nó nhanh ha. Và người ta thấy rằng so sánh khí dung liên tục và ngắt quãng thì người ta thấy rằng kết quả và tác dụng phụ tương tự nhau, nhưng mà khung khí dung liên tục nó có cái ưu điểm là giảm thời gian của nhân viên y tế và chi phí điều trị.
Nghiên cứu về phun khí dung liên tục so với ngắt quãng theo ký up to date 2021 là không được kiểm soát và thiếu dữ liệu khách quan, tức là chất lượng phổi, để hỗ trợ việc sử dụng phương pháp này hay phương pháp kia. Tức là gần đây thì người ta thấy như vậy. Và thật sự đó, thách thức diễn ra là thiếu thuốc cắt cơn trong cái mùa Covid đó, thiếu thuốc cắt cơn. Và đôi khi người ta thấy những cái tác giả, thì mình xài hàng generic rồi, nhưng mà tác giả ta nói thôi có gì xài đó. Và trẻ lớn đó thì mình nhớ một điều đó là nếu nó đang lên cơn nhà mà kiếm không được Ventolin, thì nếu nó đang xài formoterol và corticoid á, thì cái formoterol và corticoid này đó nó là vừa tác dụng nhanh vừa tác dụng chậm ha. Thì cái anh corticoid formoterol này nè ha, thì ảnh không gọi là mình có SABA là short acting beta 2 agonist, mình có LABA đó là salmeterol, nó là long acting beta 2 agonist. Còn anh formoterol này ảnh vừa long acting, ảnh vừa short acting, tại vì ảnh vừa tan trong nước, ảnh vừa tan trong mỡ. Anh SABA thì tan trong nước, anh LABA thì tan trong mỡ, còn anh formoterol này vừa tan trong nước vừa tan mỡ, cho đó nó vừa phòng ngừa vừa cắt cơn. Tới cái mùa mà nó lên cơn không có levantulin, nhà em có levantulin sao bác sĩ? Cứ lấy cái bà có cái formoterol, cứ lấy cái đó cắt cơn, ok ha, cứ cái đó cắt cơn được, không sao hết, miễn là có là được, có thuốc là được ha. Rồi bây giờ mình bàn tới cái chuyện ibuprofen bromide, trước khi mình nói tới chuyện xài corticoid toàn thân. Nhiều bác sĩ gọi điện thoại cho tôi lắm, cô giờ lên cơn xài sao? Nó mới có một ngày một của Covid à cô, mà giờ nó lên cơn rồi, có xài corticoid không cô? Em sợ quá, sợ nó lên cái, sợ cái nguy cơ làm cho nhiễm virus, tăng cái số tải lượng virus lên. Còn ibuprofen bromide thì mình biết rồi ha. Mình chưa có MDI, do đó mình vẫn phun pha máy. Thì người ta thấy rằng là Sama phối hợp với Sapa là tuyệt vời ha. Trước đây á, thì người ta nói là phun một lần, lần thứ hai không bớt, lần thứ ba bỏ vô. Gần đây sau này thì người ta nói là phun một lần không bớt, lần thứ hai bỏ vô luôn đi, đừng có đợi nữa. Đó là Sama, người ta bỏ sớm ha, là ibuprofen bromide đó. Và tác dụng phụ thì chúng ta thấy là nó khô miệng rồi kích thích vùng họng, và người ta khuyên là xài trong vòng 24 tiếng thôi, đừng có kéo lê lết 2-3 ngày. 2-3 ngày không có hiệu quả gì hết, mà làm khô đàm là đổ nợ luôn đó. Rất có nhiều bác sĩ cứ xài cái Sama ibuprofen bromide xài từ ngày này qua ngày kia, không cần thiết, người ta nghiên cứu rồi, một ngày đầu thôi đủ rồi, nó ra không ra ngày đó đó. Và nếu như bệnh nhân được điều trị bằng corticoid thì sử dụng ibuprofen bromide kết hợp với Sapa liều thứ hai thứ ba thì tốt hơn và giảm tỷ lệ nhập viện. Nếu ở cấp cứu mình có, mình phun luôn, nó về luôn khỏi vô ha. Và đây là cái cuốn mà về cái Pediatric Critical Care năm 2022, mới lắm đó ha, mới nhất. Rồi vấn đề dùng corticoid toàn thân thì chúng ta thấy là các tác giả người ta khuyên là cho corticoid là đừng uống ha, trong những trường hợp mà cần thiết thì thấy sợ quá. Do đó thật ra có nguyên một cái bài luôn. Và người ta nói là có thể là có nên xài corticoid toàn thân trong cái trường hợp mà suyễn kèm với COVID-19 không? Có nguyên cái bài lúc đó đều lo lắng không có sai, do đó nhiều bác sĩ ở các tỉnh rồi, và cô giờ làm sao, em có xài không? Tôi nói em cứ xài bình thường, sao hết á. Tại vì trẻ con đa số là như thế nào? Chúng ta thấy là thật sự người ta sợ không phải không có lý đâu. Là tại vì hướng dẫn gần đây của WHO á, thì khuyên không nên sử dụng corticoid nếu nghi ngờ COVID. Không có hen nha. Một đứa COVID không là đầu tiên vô, không ai xài corticoid cái liền hết á, làm cho tăng tải lượng virus. Và nhưng mà có thể được xem xét nếu có bệnh hen hoặc là COPD tiềm ẩn. Theo Gina, khuyến nghị sử dụng steroid đường uống theo yêu cầu và phù hợp với kế hoạch hành động hen hiện tại của trẻ trong đại dịch COVID. Tức là Gina nói làm sao? COVID thì COVID, mà lên cơn hen là cắt à. À, không cắt là nó chết. Và thật sự cái câu hỏi đặt ra là có an toàn hay không? Tại vì người ta thấy rằng là mặc dù corticoid tác dụng chống viêm có lợi đó, nhưng mà cho nó vô thì nó ức chế sản xuất các chất trung gian kháng virus, mà quan trọng nhất trong cơ thể mình là interferon 1 và 3. Corticoid vô dập nó thì virus nó tăng lên. Điều này đã được chứng minh trong một loạt các nghiên cứu in vitro và cả in vivo đối với một loại virus liên quan đến bệnh hen. Một số loại như là rhino, là cúm và RSV. Những cái tác động này làm tăng sự nhân lên của virus và làm gia tăng nguy cơ bội nhiễm do vi khuẩn.
Do đó chúng ta thấy nếu mà một đứa nhỏ nó bị cảm cúm thường mà chúng ta quất cái corticoid vô thì chúng ta biết là nó kéo dài cái thời gian bị cảm cúm thường thôi, mình không nói COVID nha. Tự nhiên bác sĩ hay thích sốt cho uống hạ sốt rồi kèm corticoid gì gì đó. Có nhiều người có thói quen là hạ bút xuống là corticoid. À, thì người ta thấy rằng rúng rõ ràng những tại nó ức chế interferon loại 1, loại 3. Các tác dụng bất lợi tương tự có thể xảy ra khi sử dụng corticoid trong bối cảnh COVID-19 tại vì nó cũng là virus. Nhưng người ta thấy vậy. Cái bài này đăng rất là mới năm 2020. Thì ở trên cái phổi mà không có hen đó thì nếu chúng ta sử dụng corticoid thì nó dập cái giải phóng ra interferon type 1 và điều này chắc chắn làm cho tăng cái số nhân lên của virus. Trong khi cái anh hen đó mà anh hen type 2, anh hen cơ địa dị ứng, anh hen chàm da, anh hen mà biểu hiện dị ứng, viêm mũi dị ứng vân vân là type 2 đó, thì bản thân ảnh lâu ngày rồi ảnh dập sẵn cái interferon này rồi, khi mà mình xài corticoid thì ảnh dập cái hiện tượng viêm và do đó ảnh làm tăng lại, phục hồi lại cái giải phóng interferon type 1 và làm cho không có làm tăng cái tài lượng virus. Nó đặc biệt vậy đó, và người ta theo cơ chế phân tử. Do đó người ta thấy rằng sử dụng corticoid có thể phục hồi khả năng miễn dịch kháng virus và mang lại lợi ích ở bệnh nhân hen mà type 2. Điều này cho thấy là đối với người lớn đó, hen mà không phải type 2, ví dụ như là do béo phì nè, hen do hút thuốc lá nè, hen do bệnh nghề nghiệp thì cái điều này không đúng nha. Còn đối với con nít thì chúng ta thấy là đa số hen type 2, do đó thật ra là điều này là đúng. Do đó thật ra tôi vẫn nói với các bác sĩ ở các tỉnh là thôi em lên cơn ngày 1, ngày 2. Lên cơn có chỉ định corticoid không? Có thì xài. Như vậy thì mình coi chỉ định corticoid thế nào. Và Gina khuyến cáo hen vẫn dùng corticoid khi cần và tiếp tục điều trị theo kế hoạch đoàn động hen trong mùa COVID. Như vậy thì chúng ta coi chỉ định corticoid để cắt cơn hen. Bất cứ khi nào bệnh nhân vô cơn hen nặng, nguy kịch, vô cơn hen cần thở oxy, thì so với cái bên mà của Bộ Y tế thì mình thấy là cũng cũng có thở oxy rồi, là cũng phải cho corticoid rồi. Mà cơn hen nhẹ trung bình không đáp ứng sau một liều SABA đầu tiên là mình cho corticoid. Đúng không? Bình thường là mình xưa giờ mình vậy. Hoặc là cơn hen nhẹ trung bình ngay từ đầu mình quất corticoid liền tại vì nó có những cái dấu cảnh báo nặng. Tôi biết là con bà nhẹ đó nhưng mà con bà đã từng đặt nội khí quản rồi. Con bà trung bình đó nhưng mà đã từng đặt nội khí quản, hồi tháng rồi nó đã thở oxy rồi, thôi, lật đật cho corticoid liền. Chỗ đó là mình áp dụng bình thường luôn. Ha, mình không lạm dụng corticoid nhưng mà mình không có trễ nha. Không có trễ nó lên cơn thiệt đó. Ra là có dấu hiệu cảnh báo cơn hen cấp nặng thì giá nào cũng phải xài corticoid sớm. Đó là cái chỉ định. Và mình coi hoặc là đáp ứng không hoàn toàn sau 1 giờ giãn phế quản, 7 giờ tôi phun nó bớt, 7 giờ 20-30 phun nó bớt, rồi tới chiều quay lại nó có cơn, nó không có, tức là nó không có đáp ứng không hoàn toàn, nó lèn èn thì thôi, làm ơn là phước cho corticoid đi, đừng có chần chừ là nó nặng, hoặc là chần chừ nó bội nhiễm còn chết nữa. Và hoặc là bệnh nhân đang dùng corticoid thì nó đang dùng sao không xài được. À, tôi cứ kể cho quý vị nghe, năm ngoái đó thì tôi có nhận vô một cái đứa nó suyễn 18 tháng, con của hai bác sĩ luôn, con của hai bác sĩ chuyên khoa khác vô với mình, dạ em xài solimitron 14 ngày này, con em không hết, bây giờ lên cơn nặng. Quý vị tưởng tượng coi 14 ngày tôi có dám cắt corticoid không, mình đang lên cơn nặng nữa. Trời ơi, đổ nợ thiệt chứ, muốn cắn lưỡi với hai vợ chồng đó luôn. Thì dĩ nhiên là tôi phải xài corticoid tiếp rồi. Và thật sự cái chuyện mình phát hiện ra là gì? Hai vợ chồng nó tức là cố tình là corticoid là hết. Corticoid là hết, mà không hết là không biết tại sao. Cuối cùng chịu không nổi 14 ngày vô mình. Thì mình thấy là đứa nhỏ nó quá trời rồi, nó co lỡm rồi, nó nặng. Thì quát ra là nó bị bội nhiễm phổi, mà cũng cố tình không chụp phổi luôn. Thì bắt đầu là mình duy trì corticoid đó, xong rồi mình cho chích kháng sinh, từ 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 nó lui lại, rồi mình mới lui được corticoid. Trời ơi, đổ nợ luôn rồi, thật sự đang xài là đấu giá, đang xài lên cơn nặng ở đó mà cắt, ha, cắt là chết đó. Rồi trong COVID-19 thì người ta chỉ định corticoid khi nào? Thì như nãy mình nói, nhắc lại là thở oxy, thì anh cơn nặng có thở oxy bên đây mình cho là cũng đúng rồi, đâu có sai. Và cân nhắc các trường hợp mức độ trung bình chưa thở oxy nếu có nguy cơ cao và không có chống chỉ định dùng corticoid, đó là theo Bộ Y tế 2022 cho trẻ con. Còn mình sử dụng ICS liều cao thì thật sự đó,
Thì nếu mà bệnh nhân lên cơn nặng đó thì mình có cái gì mình xài cái đó hết, Saba, Sama, ICS liều cao, rồi corticoid chích toàn thân là bắt buộc, và không được quên corticoid toàn thân. Và ICS liều cao không thể thay thế corticoid thường cân toàn thân trong những trường hợp nặng, quý vị nhớ đó. Và mình chỉ sử dụng khi nào nó có chống chỉ định dùng đường toàn thân thôi. Và nếu cha mẹ từ chối dùng corticoid thức uống và điều trị phối hợp với corticoid đường toàn thân trong cơn hen nặng, cơn hen trung bình kém kém đáp ứng điều trị ban đầu, hoặc là cơn hen trung bình có yếu tố cảnh báo nặng. Đây là cái hướng dẫn của Hội OH Thành phố Hồ Chí Minh 2018. Thì như vậy cơn hen trung bình thì mình cứ vô, nếu mà nó có nguy cơ nặng đó, cảnh báo cơn hen nặng có hay không, nếu không có thì mình sử dụng như bình thường. Mình sử dụng cái Saba, rồi một lần không giảm thì mình bỏ vô corticoid toàn thân, hoặc là corticoid nếu mà ngoài phòng khám thì chúng ta có thể là cho corticoid dạng hít liều cao, rồi không giảm thì mình bỏ vô Sama, rồi nếu ngay từ đầu có yếu tố cảnh báo ngày ngơi hen nặng thì mình bỏ vô corticoid ngay từ đầu ha. Cái đó là cái phác đồ điều trị mà mình biết, và sau đó mình duy trì corticoid đường uống 5 ngày để tránh cái tái phát, thì cái hiện tượng viêm không có hết liền đâu. Đừng có cắt corticoid sớm quá, cơn hen nặng thì có bao nhiêu xài hết. Mà bác sĩ Tuấn hay đùa đó là Sapa cộng với Sama cộng với lại corticoid toàn thân còn là Sama đó ha. Sapa Sama là mình dễ nhớ, với corticoid toàn thân cộng với lại cái ICS liều cao, và nhiêu đó đủ rồi. Cơn hen nặng đe dọa tính mạng thì mình có thể là làm y chang như vậy và cân nhắc adrenaline nếu có chỉ định. Nếu chỉ định thí dụ như sốc phản vệ chẳng hạn. Và như vậy thì chúng ta nhớ một điều là cơn hen nặng cách mình xài. Giờ đầu mình xài Sapa, lý tưởng là nó ra luôn. Xong rồi xài Ipratropium Bromide thì nói chung là có nhiêu xài hết. Nhắn cái này mỏi tai quá. Nó rất là không nhạy. Đó, mình có xài nhiêu mình xài hết. Chừng nào không bớt thì là ha, và hỗ trợ hấp, nói chung là mình có bốn cái đầu đó, năm cái chuyện đó mình làm hết đi. Chừng nào không bớt rồi mình hãy truyền magie sulfate rồi truyền theophylline ha. Rồi bây giờ magie sulfate thì tiêm liều duy nhất chứng minh giảm tỷ lệ nhập viện trẻ em trung bình nặng, rồi sử dụng cơ hen nặng để ngăn ngừa siêu hấp và nhập viện ICU. Vấn đề dùng ketamin thì chúng ta biết ketamin là cái thuốc mà gây nghiện, mấy người nghiện xì ke đó thì nó gây nghiện đó. Nhưng mà ketamin đó thì nó lại là cái thuốc gây giãn cơ, nó gây giãn cơ, do đó thành ra nó là cái thuốc mà trước khi đặt nội khí quản ở trẻ em bị hen đó người ta sẽ xài, tại vì nó gây nghiện nhưng nó không gây ra co thắt khí quản mà nó gây giãn cơ. Cái cơ chế của nó thì có nhiều cơ chế, và một trong những cơ chế là ảnh hưởng tới cái kênh canxi trong cái mô cơ trơn, nó làm cho cơ trơn nó giãn. Và chúng ta thấy rằng là xài ketamin thôi, nếu mà bệnh nhân hen nguy kịch, không được đặt nội khí quản, tức là giống như là bác sĩ Tuấn nói nãy á, là kẹt lắm người ta mới đặt nội khí quản, mà bây giờ nó nặng lắm mình xài tới Sapa truyền tĩnh mạch, theophylline truyền tĩnh mạch, bây giờ nặng lắm rồi cần đặt, thì thôi mình thử mình xài ketamin trước khi mình quyết định đặt nội khí quản. Thì đôi khi mình trì hoãn chút xíu thì người ta thấy vì nó có tác dụng làm cho bệnh nhân vừa an thần vừa có giãn cơ trơn, và người ta thấy rằng là trong khoa cấp cứu đó thì truyền ketamin được thêm vào liệu pháp chuẩn của bệnh nhân hen không đặt nội khí quản không thấy lợi ích lâm sàng. Tuy nhiên trong những bệnh nhân chọn lọc thì cố gắng tránh thở máy đó thì người ta xài thử, nhưng mà phải bảo đảm là nằm ICU và bảo đảm là sẵn sàng đặt nội khí quản nếu cần thì người ta mới xài. Thì người ta thấy rằng có một số trường hợp thì có thể là tránh đặt được nội khí quản, nhưng mà cân nhắc lắm. Và đôi khi vừa COVID vừa cái vừa hen, bây giờ nó nặng không biết là do cái phổi hay do cái cơn hen mà cần đặt nội khí quản, thì trên bệnh nhân hen chọn lựa an thần duy nhất đó là ketamin, chứ không thôi sử dụng morphine là nó đi luôn á. Do đó ra là quan trọng và chúng ta cần nhớ. Rồi bây giờ tới cái vấn đề dùng kháng sinh, thì COVID thì đâu có xài kháng sinh, hen đâu xài kháng sinh ha. Như vậy thì mình coi hen khi nào mình xài kháng sinh, thì vấn đề dùng kháng sinh không có chỉ định kháng sinh gì hết, cấp cấp nặng nặng có xài kháng sinh,
À, và chỉ khi nào nó đặt nội khí quản thở máy mà cái đàm nó xanh, đàm nhớt xanh, nhiễm trùng bệnh viện rồi có chất tiết màu trắng hoặc bủ thì dùng kháng sinh. Và riêng cái này mình nói riêng thôi, không dính với COVID, là thấy là một số trẻ trong độ tuổi đi học có thể đến bệnh viện trong tình trạng khó thở, khò khè, giảm oxy máu mà mình không có phân biệt được suy xỉn hoặc là nhiễm mycoplasma, thì đôi khi người ta có thể xài kháng sinh và kháng sinh khuyên là Macrolide. Đó là trong cái chỉ định của cái cuốn sách 2022 đó, tôi ghi dư số 0 nha quý vị, không phải 2020 đâu, 2022 đó ha, của Pediatric Critical Care, thì đã có ba cái chỉ định này trong hang thôi đó. Và COVID thì của Bộ Y tế chỉ sử dụng kháng sinh nếu lâm sàng hoặc xét nghiệm có bằng chứng bội nhiễm kháng vi vi khuẩn, ví dụ đàm đục hoặc nhuộm soi thấy đàm, hoặc là các cái chỉ số về viêm nhiễm nó tăng, ví dụ CRP tăng, procalcitonin tăng thôi, và sau 48 72 giờ đánh giá lại có thiệt sự không, tại vì COVID nặng procalcitonin nó cũng tăng mà CRP nó cũng tăng chứ chưa chắc nó nhiễm trùng, do đó đánh giá tới lui chứ đừng có lạm dụng kháng sinh ha. Đó thành ra là mà chúng ta thấy là nhiều khi thực tế ở lâm sàng bệnh nhân mà bị hen nó nặng nặng cái mình quốc kháng sinh hết trơn là thật sự độc lợi không có. À, chỉ khi nào đặt nội khí quản cái gì xâm lấn vô người đó dễ bị nhiễm trùng á thì mình mới sử dụng kháng sinh. Để kết luận thì thiệt sự đó là phân biệt COVID-19 với bệnh hen đó, COVID nặng hơn hay là hen kịch phát là một thách thức à, tại vì lúc đó cái đứa nào cũng thở nhanh, đứa nào cũng có ran ha, thành ra là cả hai đều rất là khó khăn. Mình chạy theo cái nào điều trị thì trên bệnh nhân hen đó thì mình thấy là mình cần tuân thủ cái phác đồ điều trị hen tối đa để nó chết, còn COVID thì mình tuân thủ phác đồ của Bộ Y tế cũng thôi để nó chết, và nó không chết thì mình chết. Và một lời khuyên duy nhất là nó đang phòng ngừa gì thì phòng ngừa đó đi, để nó lên cơn nhức đầu lắm và tiếp tục sử dụng và điều trị phòng ngừa hen và điều trị cơn hen kịch phát trên bao gồm cỏ tuyết thường toàn thân nếu có chỉ định, và đúng chỉ định thì xài, không chỉ định thì đừng xài. Và chỉ định tôi cũng đã nêu quá rõ rồi ha, nó rõ ràng như vậy. Và được dùng đường khuyến dung thì không được khuyến cáo, tuy nhiên cần thì phải xài, nhất là phải bỏ vô ba bốn thứ vô trong một lúc là xài, đừng có cố gắng tránh, tại vì có rất nhiều bác sĩ rất là cứng nhắc tránh sử dụng phun khí dung, đợt vô là nó nặng rồi cứ xài xịt xịt MDI nhiều khi nóng ra thì cũng nguy hiểm lắm. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bác sĩ.